Sơn Trôn Pháo Hoa, kênh pháo hoa số 1 Việt Nam. Hello anh em nhé. Chào tất cả anh Vietjet của mình là Sơn Trôn Hoa đây. Chúc anh em buổi tối cuối tuần vui vẻ bên gia đình cũng như người thân nhé. Thì hôm nay thì thời tiết nó cũng mưa ấy, anh em nhìn trời xung quanh thì nó rất là quang đãng luôn. Đấy, thì tiếp tục clip này thì mình lại đi đốt pháo cho anh em xem. Đấy, thì như lần trước mình cũng đã bảo rồi thì mình cũng đã đặt một thùng rồi đấy. Thì hôm thứ năm vừa rồi thì ông chủ quán ông ấy đã điện cho mình bảo là đã có hàng rồi. Đấy, thì hôm nay mình định đi ấy, nhưng mà nó mưa cả ngày hôm nay nên mình không đi được. Đấy, đến đợt tối này thì nó cũng tầm 4-5 giờ thì nó cũng gọi là tạnh một chút ấy. Nhưng lúc ấy thì tối thì mình sợ quán đấy, ông ấy thì thường nó 5 giờ ấy, mấy cả ngày nghỉ thường nó đóng cửa ấy, nên là mình chưa đi được ấy. Nên là mình sẽ 1-2 hôm nữa thì mình rảnh mình sẽ đi lấy. Và sẽ hẹn anh em một clip gọi là cuối năm đó là xuân giao thừa nhá. Thì ngày hôm nay thì mình cũng gọi là chuẩn bị một ít pháo để gọi là thêm gọi là không khí Tết cho anh em xem. Thì bây giờ mình sẽ quay và review cho anh em xem luôn nhá. Pháo mình để bên dưới này này. Đây thì hôm nay mình có chuẩn bị gọi là một ít pháo hoa. Đây thì ở đây là có cái khò ở đây. Và ở đây thì mình đã ở đây là có đã bóc ra cái vỏ ngoài rồi. Đây là dàn 6 quả này. Ở đây là dàn này là dàn 21 quả này. Đấy, giờ mình cũng sẽ bóc ra luôn nhé, mình xem. Đấy. Thì mình cũng vừa rồi mình cũng hay trên mạng xã hội ấy, thì mình thấy là ở Bộ Quốc phòng bên Việt Nam mình đã cho phép bắn pháo ấy và sản xuất pháo bán ra thị trường những loại pháo pháo chỉ màu sáng rồi ấy, nó cũng rất đẹp luôn, cũng như pháo hoa, nó chỉ là không tạo ra tiếng nổ ấy. Đấy, anh em nào có nhu cầu thích chơi pháo thì có thể mua những loại pháo đấy để anh em mình gọi là chơi vui đón Tết. Đấy, còn loại pháo lổ này thực ra thì nói thật ra là nó cũng khá là nguy hiểm anh em ạ, nên là anh em mình cũng không nên mua cái đấy, mấy cả người ta cũng đang cấm ấy. Đấy. Đây, tiếp theo một cái dàn này thì ở đây là toàn bệ loại hạng nặng thôi anh em nhé. Đây 20 quả này, đây 21 quả này, đây 16 quả này và đây 6 quả. Đấy, tổng có 4 dàn. Thì bây giờ mình sẽ đốt để lấy gọi là không khí Tết cho anh em xem. Anh em đừng quên like đến kênh hộ mình nhé, thì gọi là cũng sắp Tết rồi. Thì hiện tại giờ mình thấy là dịch bệnh cũng khá là căng thẳng ấy, nên là anh em gọi là có đi đâu thì để hạn chế đi ra ngoài nhá. Mà mình khuyên đến toàn thể anh em như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đốt cái này lên và cùng anh em thưởng thức những cái giàn pháo hoa đẹp nhất nhá. Thì giờ mình sẽ đốt từ giàn 6 quả trước nhá. Mình sẽ đốt từ bé đến lớn. Thì hôm nay thì có một mình đi thôi. Ông anh mình hôm nay thì bận một chút ấy, nên là mình chỉ đi một mình được. Và mình sẽ đốt luôn này. Thời tiết giờ thì gọi là nó trời đang quang đẹp anh em ạ. Mình để mấy giàn này ở đây. Quay cho anh em xem nhá. Đẹp luôn. 6 quả khả năng nó hơi ít ấy. Úi giời. Wow. Ồ. Quả pháo này mình nghĩ lúc đầu nhá, trước khi mình đốt thì mình nghĩ cái quả này gọi là chỉ là pháo hoa bình thường ấy. Nhưng mà sau khi đốt xong thì mọi người cảm nhận ở trong cái video ấy thì hay là như mình cảm nhận ở bên ngoài thì thấy đây là loại pháo lổ to ấy, nhưng mà lo cộng thêm là một cái khi nó phun lên nó tạo ra một cái gọi là màu sắc ấy, mình thấy nhìn có màu tím hay màu đỏ ấy, ấy trông rất là đẹp mắt luôn. Nhưng mà so với mấy lần trước cái pháo lổ to kia thì cái ống này mình thấy nó hơi bé, ống này hơi bé này, cái cũng lổ cũng to nhưng mà nó không phải nặng chất như cái mấy lần trước mình đốt. Cái mấy lần trước đốt thì mình cũng đi gọi là tìm rồi đấy, nhưng mà dạo này cái đấy hàng đấy gọi là nó hơi hiếm anh em ạ. Ở bên đây thì các anh em Việt Nam thì cũng săn đón cái loại pháo 6 quả rất là nhiều, nên là tìm hơi khó. Đấy, đây là xong được dàn 1, bây giờ sẽ đến tiếp theo là dàn 16 quả này. Đấy. À, tiện đây thì mình cũng xin góp ý với toàn thể anh em như này nữa, có nghĩa là mình thì ở bên đây gọi là mình làm công tác ở bên Đài Loan ấy, gọi là mình cũng thích chơi pháo ấy, mình có mua được một ít pháo. Đấy, mấy cả bên đây thì người ta không cấm đốt ý, nên là mình có thể mua và đốt để làm clip cho anh em xem, chứ mình không có buôn bán gì hết nhá. Nên anh em gọi là có thích chơi pháo thì mà cứ hỏi mình thì anh em thông cảm nhá. Đây, giờ mình sẽ đốt dàn thứ hai này. Đấy, còn anh em thích chơi xem thì vào kênh của mình xem thôi. Đẹp.
Wow, quá đã luôn. Đấy, ví dụ như hôm nay đấy, mình gọi là rảnh ấy, thì mình đi làm clip cho anh em cùng xem, anh em ở nhà đấy, gọi là cách ly tránh dịch bệnh thì gọi là lên ủng hộ xem clip, ủng hộ kênh cho mình. Đây, à đây là dàn to thì đốt sau. Đốt dàn này trước đi, dàn ống nhỏ đi. Đây, anh em nhìn này. Đấy, như khác biệt như vừa mình bảo mà cái dàn mà sáu quả lồ to ấy. Đây, anh em nhìn này, đây, cái ống này nó rất là bé luôn. Cái loại sáu quả lồ to, ống nó phải to như này, to hơn đây luôn, xong nó cao như này luôn. Mà mình nhớ là gọi là pháo khỉ ấy, cái vỏ nó mấy con khỉ khỉ ấy. Mình cũng đi tìm, thích chơi loại đấy lắm nhưng mà không có. Mà cái loại đấy nó cũng giá, nó cũng rẻ lắm. 70, nó hơn 70 một dàn thôi. Còn mấy dàn này thì nó chỉ vào hơn 100 tí thôi. Gọi rẻ thối anh em ạ. Đây, sẽ đốt dàn này luôn nhá. Ôi, đẹp đấy nhỉ. Wow. Sau khi đốt xong cái dàn 21 này quá, để mình nhại nhìn lại cái vỏ mặt hàng của nó. Đây, nhìn này nhá, mình sẽ lưu nhớ cái này. Sau khi mình đốt cái này thì mình cảm nhận cái này đấy. Thứ nhất là nó bay rất là chậm. Cái thứ hai là cái pháo hoa nó bay lên trời lổ ra rất là to luôn và màu sắc rất là đẹp luôn. Nó hơn hẳn cái dàn 16 này. Dàn 16 này là cái Tết năm nay mình đặt này, mình đã đặt rồi đấy. Và đã có hàng về rồi. Đang mình xem là nếu mà 2-3 hôm nữa đấy mình không tăng ca ấy, mình đi ra nhà ông ấy lấy. Nếu mà ông ấy vẫn còn nhiều loại này thì mình khả năng mình sẽ lấy 10 cái dàn này chơi Tết hơn. Đấy, anh em cảm ơn như nào khi nhận xét cái ý kiến đấy của mình. Đấy, chơi 10 dàn này hơn nhé. Hay là chơi một thùng này. Một thùng này thì mình thấy cái 16 quả này nó bay thì cũng gọi là chậm. Nhưng mà so với dàn 21 quả này thì nó lại nhanh hơn. Đấy, mà nếu mà gì thì cái này thì 16 quả nó lỗ bé hơn này. Đấy, cái hoa tỏa ra nhỏ hơn. Còn cái này mình cảm thấy màu tím thì màu đỏ, màu hồng, xong nó bay rất là chậm luôn, xong lỗ cái tía hoa rất là đẹp luôn. Cái này nếu mà đứng ở xa quay nữa thì thực ra một cái góc quay đẹp nữa thì nhìn rất là đã mắt luôn. Đấy, trong ống nhỏ nhưng thực ra mình thấy xét nó rất là đã luôn, rất là đẹp. Không biết tiếp theo cái dàn này, dàn 20 quả ống nổ to nó sẽ như nào. Đấy, nhưng trước khi đốt mình nhìn cái cảm nhận cái này thì khả năng nó sẽ bay 5 quả 1 mình nghi lắm. Bởi vì mình cũng chơi nhiều rồi đấy. Nhiều quả người ta xếp cái hình như này mình thấy là sẽ bay 5 quả 1. Bây giờ mình sẽ đốt luôn. Đấy, và sau khi đốt xong này sẽ lựa chọn xem loại nào loại uy tín nhất anh em nhé. Nhưng mình nghĩ trước khi đốt mình nghĩ cái này khả năng không xịn xòm cái này luôn. Tuy cái này ống nhỏ nhưng lỗ đã thật. Xem cái này nhá. Giờ mình sẽ đốt luôn này, không nói nhiều nữa này. Nghe tiếng đốt phát, pháo lổ phát, không khí Tết tràn về luôn anh em ạ. Ôi. Nghe đã tài thật đấy, kinh. Đấy, sau khi mình đốt xong cái đây, 4 cái dàn này thì anh em cho một cái nhận xét ở bên dưới, bình luận bên dưới. Đấy, anh em thích loại dàn nào nhất. Đấy, thì sau khi đốt 4 dàn này thì cảm nhận của mình thì hai cái dàn này thì gọi là cái thứ nhất 6 quả này thì nó bay màu mè lên thì gọi là dạo đầu thì cũng khá là ok. Cái 16 này thì loại luôn, không phải tính cái là đấy, như năm trước mình mua một thùng 16 này thì mình loại, khả năng nếu mà người ta có bán cái thùng này thì mình sẽ lấy một trong hai cái loại này anh em ạ. Đấy, mình đang nghiêng về cái loại 21 hơn. Cái loại 20 này thì mình lúc nó đốt lên thì mình thấy thứ nhất là lỗ cũng to. Đấy, pháo bay ra thì cũng rất là đẹp.
nhưng mà cái tốc độ bay ấy thì là nhanh hơn cái này. Cái này mình thấy cứ một một quả một trong gọi như là dễ nhỉ, nó cứ một quả một xong màu nó rất là đẹp ấy. Còn cái loại này mình thấy là có lúc thì một quả cũng khá là chậm ấy, nhưng có lúc lại phục lên hai quả liền đấy. Nên là nếu mà có loại này thì mình sẽ nghiêng về cái loại thứ ba này hơn nhá anh em nhé. Đây số tương tự 123 nhá. Đấy thì anh em cho mình cái ý kiến này nhá. Đấy thì clip của mình sẽ xin tạm dừng lại đây nhá. Em đừng quên like lên kênh hộ mình nhá. Thì gần Tết rồi thì mình gọi là cuối cùng xin nhờ tất cả anh em gọi là chia sẻ cũng như là ủng hộ kênh cho mình. Đấy, để mình có động lực sản xuất video hay hơn. Thì tiếp theo là trong thời gian giờ dịch bệnh thì khá nhiều căng thẳng ấy, thì anh em hãy đấy gọi là thực hiện tốt những cái chỉ đạo của nhà nước để phòng chống dịch anh em nhé.